Phương Thư xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, khi nói đến anh Đỗ Vẫn Tròn, người ta nghĩ đến một nhà văn, một nhà truyền thông. Nhưng thời gian sau này, người ta nghĩ đến anh là một nhà thơ, với những bài thơ được đăng trên các tạp chí, và như nhà báo Hồ Huấn Cao đã viết trong một văn học nghệ thuật của đài VOA dưới tựa đề Đỗ Vẫn Tròn và thi phẩm sắp ra đời. Phương Thư xin mời quý vị cùng theo dõi. Đỗ Vẫn Tròn và thi phẩm sắp ra đời. Tùy cảm quan và tùy môi trường tiếp xúc của từng cá nhân mà mỗi người đường có riêng cho mình. Một xác định về chỗ đứng của nhà văn Đỗ Vẫn Tròn, tác giả của những tập truyện được nhiều người biết như Nỗi Niềm Mang Theo, Vết Tràm hoặc Tôi Về Trên Những Dặm Gai Đâm. Có người ghi nhận rằng Đỗ Vẫn Tròn là một trong vài nhân vật tiên phong khai phá nền sinh hoạt báo chí, truyền thông tại miền Bắc tiểu bang California từ những năm đầu thập niên 80. Có người muốn nhìn Đỗ Vẫn Tròn như một nhà tổ chức thành công với những hội diễn nhiều ngàn người tham dự, cũng từ những năm đầu thập niên 80 ở thành phố San Jose. Đối với văn giới, đa số nhìn Đỗ Vẫn Tròn như một nhà văn vì dấu ấn đầu tiên anh để lại ngay từ bước chân lưu vong thứ nhất khi mới dạt trôi vào phần đất tự do này cách đây hơn 20 năm là một tùy bút viết về mẹ mà một đài phát thanh BBC đã chọn đọc gửi về thính giả của họ ở Việt Nam. Nhưng gần đây với những bài thơ đi ra từ đời thường, từ vốn sống dữ dội gành thác, một số người cầm bút hải ngoại lại muốn nhìn Đỗ Vẫn Tròn như một nhà thơ. Một nhà thơ với nhiều rung cảm, hình ảnh so sánh và liên tưởng bất ngờ. Thí dụ một đoạn như sau, trích từ bài An Nhiên, Đỗ Vẫn Tròn viết: Đêm ngủ muộn tôi nghe côn trùng thở, rất hân hoan vỗ đắp tấm chăn mềm. Bầy thú dữ rời xa nhân thế, tôi hồn nhiên lấy lá phủ thân mình. Đêm mật ngọt kết giao cùng đất lở, khép hành trình ẩn phấn bình minh. Dẫu tàn cây là bạn ngã bên đường, đâu dừng lại nơi chốn nào đã đến. Tuyệt nhiên kia chấm điểm cuộc đời, tôi bảo táp của một hôm yên ắng, có chi cùng rất đổi an nhiên. Không biết có phải vì thi ca đang là một thứ ngầm mặt trời giữa ngực của con người đa năng và đa dạng này hay không, mà mới đây nhà văn Đỗ Vẫn Tròn cho biết tuyển tập thơ Đỗ Vẫn Tròn sẽ ra đời trong năm nay. Tuy nhiên, nếu văn xuôi của Đỗ Vẫn Tròn còn trong vòng tranh biện của nhiều người cầm bút, thì với thi ca Đỗ Vẫn Tròn, đa số người đọc cũng như người viết đã gặp nhau. Một nhà thơ ở miền Nam tiểu bang California, sau một thời gian dài dõi theo lộ trình chữ nghĩa của nhà văn Đỗ Vẫn Tròn, đã đi đến kết luận: Tôi nghĩ tương lai xa, có thể thơ của Đỗ Vẫn Tròn sẽ được nhiều người nhớ, nhắc, như trường hợp của nhà văn Mai Thảo, nơi những ngày cuối đời ông vậy. Quý vị vừa theo dõi bài viết Đỗ Vẫn Tròn và thi phẩm sắp ra đời của Hồ Huấn Cao. Sau đây là bài thơ nhan đề Chuyện kể của Đỗ Vẫn Tròn. Tôi kể em nghe chuyện xưa tích cũ, đất nước tôi ngàn năm văn hiến, dải ngân hà lấp lánh sao đêm. Dân tộc tôi rất đổi hiền lương, trong sớm chiều gặt hái trồng rau, thương nắm đất bệt thành tổ ấm. Đất tiên rồng con cháu lạc long, dựng giang hà hiện hách núi sông. Những sớm hôm mùa lúa mới, tôi ra đồng mẹ tắm nước ao, lũ trẻ con bi bô cười khúc khích, chúng ném buồn đùa giỡn với đàn trâu. Màu mạ xanh đượm tình tôi ấm áp, tuổi thơ hồn trong ngát xanh tươi. Rời thôn nhỏ tôi ra đi dạo đó, nhớ khúc quanh bản ngã xưa tìm. Tổ quốc em giăng phủ màn sương, em hỏi tôi nơi nào đẹp nhỉ, tôi trả lời ừ hữu bâng quơ. Lâu đài cổ kinh thành tráng lệ, đền đài xưa kỳ tích của sông Thames. Em ngạo nghễ cười trong thắng trận, mặt trời hoài mọc ở phương Tây. Nay đương đài những điều mới lạ,
thái tử bỏ cả ngôi vương, theo tiếng gọi thành thân cùng quả phụ, mặc kệ đời, sống ở trái tim. Ngẫu nhiên, câu chuyện thế gian, thì phi tiếng bất cũng đành chào, quên. Qua rồi một kiếp hồng nhan. Xưa nước tôi có mối tình trọng thủy, triều đà, người gài kế lập hôn, Mỹ Châu buồn phản bội quân vương, khiến phụ hoàng trảm thủ con yêu, kể sao hết muôn điều nghịch lý. Em xoa đầu bóp trán phân bua, nét suy nghĩ trầm nhiên anh quốc, mái tóc vàng thổi táp mặt biển đông, tôi ngẩn người khám phá Luân Đôn, điều mới lạ thơm mùi cỏ mặn, ngây ngất vàng ngập đồng lúa quê hương. Đôi mắt em xanh màu nước biếc, đại dương lòng biển cả mênh mông. Một buổi tối rảo quanh con đường đỏ, em giao hàng bán cả xác thân, tôi đong đếm từng cân bản quốc, giá cả vừa một kẻ qua đêm. Có ai ngờ những điều không xảy đến, lỡ hồn nhiên đếm bước qua hiên. Ngang đa nước tôi nói lời từ biệt, dòng sông buồn trầm mặc mối tình say. Câu chuyện kể thần tiên hơn trí tưởng, điều van cuồng xoáy nhịp một vòng quay. Em âu yếm nhìn tôi đắm đuối, tục truyền uống nước sông xanh, ngàn sau nhớ lại vẫn còn thương nhau. Em hỏi tôi thế kỷ qua, trận chiến rồi ai thắng ai thua, chẳng còn ai để thịt xương chồng chất, để mọi người tan trắng như nhau. Còn tôi nối lại câu hò với em, hò vang ca khúc ấm êm, nâng ly sóng bọt chập trùng thân thương. Người nước Đức của em có nhiều điều để nói, tường thành bứt phá ngăn đôi, đã xa lạ ngỡ ngàng dòng sống mới. Triệu triệu người lừng lững bước qua, cùng hân hoan đón chào nữ tướng. Thế giới xoay vần nhiều điệu vũ, hãy cùng tôi nhảy nốt bản bamboo. Tôi đưa em xuống con thuyền vừa nổ máy, thành phố bừng sóng rẽ hai bên. Có một lần tìm trong lãng mạn, chuông giáo đường thánh thót lời ngân. Em cầm lòng nói chuyện mai sau, hoa mặt trời nở trong lòng ngực. Tôi phập phồng bấu nhẹ vai em, Venice đêm về quyến rũ, ủ tấm lòng gác mái buông trôi. Khi em đến về nữ thần bừng tỉnh, La Mã Thành hơi hướm bốc qua, khói lửa tàn còn tràn ngập binh đao, đâu đó là dao với kiếm. Sư tử gầm nô lệ thoát thân, bao người chết bao người gục ngã, trả em về giấc ngủ miên man. Thập tự giá vẫn còn nguyên trên tòa thánh, lời Chúa còn vang vọng đâu đây. Tay thập giá tôi hiện thân thánh thiện, tội người đời xét xử qua loa, ai thông giải một đời tôi uẩn khúc, nhân sinh lòng đếm được bấy nhiêu. Em có hiểu thịt xương tôi rửa mục, tội tín đồ dâng trọn trái tim si. Một bữa nọ thánh nữ buồn khẽ gọi, điểm an bình tự tại chính tâm. Thiên đường, địa ngục, ma vương, tôi tuy có chỗ chẳng tìm được ai, cửa trời chấp chứa tôi chăng? Ẩn thân một chỗ tha nhân dung tình, có ai hiểu lòng tôi mãi mãi, em cũng buồn như trái rớt sân sau. Yên lòng đôi mắt nhìn lâu, cho em xanh thẳm một màu ngát xanh. Bạc ngàn đồi núi xa vương, tôi, em, quê cũ đắm chìm biển hương. Em buồn trong nỗi tha phương, rừng cây thẳng lối khẳng lòng chân quê. Tôi chất phác nghe lời em dẫn dạy, nông dân hiền ngủ gật với đơn sơ. Thân cây cỏ ngã nghiêng từng lớp lớp, những ngôi nhà chót vót, những ngọn đồi vời vợi, những cánh đồng mênh mông vô tận. Gió thu mát rượi, cảnh vật yên bình. Em buông mái tóc, ánh nhìn thênh thang. Hương thơm gió thổi nhẹ nhàng, như viên kẹo sữa thoảng gần em hôn. Em hỏi, nơi nào tôi ở lại? Nếu còn chọn lựa cho tôi,
không riêng đất nước đắm lòng của em. Tôi về thửa đất xưa kia, kết giao kỷ niệm tái tê xa vời. Tôi về chân đất vai xuôi, như tên ăn trộm buông trôi nỗi niềm. Tôi về trói buộc thâm tâm, chuyện xưa đã kể, chuyện tình qua đi. Em còn một góc riêng ghi, thổi xiên mái tóc phủ nhòa Antwerp. Nhìn em thân thể bơ thờ, đêm qua ngục lặng trong giờ tuyết tan. Chào em, tôi đến sông Sen, mưa hoa đang nở giữa buồn mang mang. Sân ga thiếu vắng thân quen, ngọn đèn soi hắt hiu đêm. Paris, người khách vừa lên chuyến tàu. Lòng rộn rã, bước chân vui, Champs-Élysées đêm diễm tuyệt. Tôi sánh bước cùng em. Em hỏi tôi, con đường này đẹp nhỉ? Tôi cười trong ánh mắt em thương. Những con phố tôi đi qua đã đến nhiều lần, dấu chân còn in đậm trên nền gạch vừa được tô phết. Nhưng đêm nay đẹp thật em ơi. Tôi cầm tay em siết mạnh, kết giao lời nguyện ước. Đêm sâu bước tới Khải Hoàng, cổng ghi kỷ niệm dấu vàng mai sau. Buổi sáng hỏi chim buồn không cất tiếng, tim vỡ lòng thấy lạ vu vơ. Nhớ em nằm mộng thấy thương, chỗ trên chăn gối, chỗ cười ngây ngô. Về trong giấc ngủ em mơ, sáng hồng tô điểm, ngây thơ tuổi hồng. Gió thu phong thổi về quá vãng, tận tuyền đài một chiếc lá bay. Dạ khúc buồn nương náu trong giây, tiếng đàn tì trống vắng đâu đây. Tôi bước vào một hành trình mới, vòng quay đầy dấu vết xưa như hoang phế. Tìm nhau tĩnh mịch vắng đâu rồi tiếng đêm mưa vào khúc đàn chức nữ ngưu lang. Chân trời kia vầng trăng lấp lóa như muốn khoe mình như muốn không. Em vươn mình trong trận chiến phương Tây, đất nước em từng có thời hiển hách, dấu địa đồ tỏa rộng biên cương. Em đi qua bao người gục ngã, người người hàng phục dưới chân em, trong tư thế em thành pháo thủ, nã vào đầu vỡ óc nát xương. Chinh chiến tung hô người thắng trận, danh tướng gì một mất hai thua. Định luật sống còn trong nháy mắt, Waterloo xóa nhòa thành tích xưa, Napoleon thành kẻ bại thua, lịch sử bỗng nên huyền thoại. Binh mã ầm một chút tan xương. Em bẽn lẽn nhìn tôi ngây ngất, đại lộ thừa sức sống qua đêm. Tôi thả bộ hồn nhiên tơ tưởng, góc tôi ngồi là chỗ tựa riêng em. Em hãy nhớ điều tôi căn dặn, tình yêu về là hạnh phúc trăm năm. Anh Quốc, mùa thu năm 2006, Đỗ Vẫn Tròn. Kính thưa quý vị, Phương Thư vừa mời quý vị theo dõi bài thơ nhan đề chuyện kể của Đỗ Vẫn Tròn. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần mạn đàm với anh Đỗ Vẫn Tròn về một lĩnh vực gọi là thi ca của anh. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Phương Thư xin gửi lời chào đến anh Đỗ Vẫn Tròn. Chào Phương Thư, và thưa kính chào khán thính giả của chương trình truyền hình Viên Thao. Vâng thưa anh, có một dạo anh bạn đi rất là lâu, và khi anh về thì chúng tôi nhận được cái bài thơ rất là mới này và cũng muốn giới thiệu đến quý thính giả. Và trong phần giới thiệu này cũng có gửi thêm những cái điều rất là thắc mắc về cái bài thơ mà anh mới gửi cho chúng tôi. Thì như là quý vị vừa mới nghe đọc bài thơ thì thấy bài thơ rất là dài phải không thưa quý vị? Và theo cái cảm nhận của người đọc và Phương Thư vừa mới đọc đó, thì Phương Thư thấy có vẻ như là đây là một cái chuyến hành trình rất là dài ngày đã được diễn tả trong bài thơ này phải không thưa anh? Bài thơ đó tôi chọn tựa là chuyện kể. Thì bây giờ Phương Thư đã đọc xong rồi thì coi như chuyện kể xong rồi. Nhưng mà vẫn còn nhiều điều thắc mắc không riêng gì Phương Thư đâu thưa anh ạ. Thưa quý vị, thì trong năm nay đó thì tôi đi qua sang Âu Châu, tôi đi dự hội thảo báo chí và tôi nghiên cứu về kịch nghệ. Thì tôi cũng đi và ở nhiều nước trong khoảng thời gian rất là lâu.
Có một lần tôi nhớ tới tôi tâm sự trên đài BBC, thì lúc sau này thì tôi đã thích làm thơ. Có thể tại vì cái thời gian của tôi nó chật vật quá, và tôi lại hay đi du lịch các nơi, thành ra tôi nghĩ là khi tôi đi du lịch các nơi thì làm thơ tiện nhất. Và tôi hay làm thơ trên máy bay hay là ngồi trên xe buýt thì làm thơ. Thì khi cái bài thơ nó diễn tả cái cảm nghĩ của tôi ở đất nước Âu Châu, từ nơi này sang nơi nọ kia, thì tôi chuyển những cái cảnh và chuyển cái cảm nhận của tôi đến từng nước. Trong cái bài thơ thì nó mang một vài điển tích cổ xưa của các nước, và tôi đưa lên cái hình ảnh đó. Cái hình ảnh nó gắn bó trong cái bài thơ của tôi nhiều. Vâng, thưa anh, qua bài thơ này thì Phương Thư thấy tâm trạng của cái người viết bài thơ này như là ý là muốn gửi gắm một cái điều là dẫu tôi có đi qua bao nhiêu những danh lam thắng cảnh, những kỳ tích lịch sử, thì tôi vẫn là một người Việt rất yêu đất nước của mình. Có phải cái đó là cái điều, cái message mà anh muốn gửi trong bài thơ này không? Vâng. Có nhiều khi chúng ta sống ở Mỹ cũng vậy. Phải thành thật nói là cảnh ở Mỹ và đời sống ở Mỹ, tôi nghĩ rất là nhiều người thích. Tôi càng đi nhiều nơi trên thế giới thì tôi thấy nước Mỹ rất là tuyệt vời. Nhưng mà cái cảm nhận sâu xa, cái tuổi thơ mình lớn lên, nó vẫn còn cái gì nó ấp ủ rất là Việt Nam. Thành ra tôi vẫn liên tưởng cái hình ảnh tuổi thơ ở Việt Nam, ở quê nhà. Và tôi, cái rung động của tôi, có thể cái rung động đó, tuổi thơ trong một góc cạnh nào đó, trong một cánh đồng nào ở cuộc thôn quê, ở một cái sườn đồi, một ngọn núi nào ở quê nhà. Và do đó thì tôi đã liên tưởng và tôi có cái sự so sánh nó. Vâng, cái vai mà em trong bài thơ này, đó là một người đẹp trong cái chuyến hành trình của anh. Cái vai em đó, thì nhiều người tưởng rằng khi họ nghe bài thơ này, tôi nghĩ rằng nhiều người tưởng tôi đang yêu một cái cô gái Anh Quốc tóc vàng này kia. Nhưng liên tưởng em, tôi nhân sinh quan cái bài thơ thôi. Em đây thì tôi có thể nói chữ em này, nó là một đại danh từ của đất nước đó. Của đất nước, vâng. Thưa anh, nếu mà nhìn cái lại cái bài thơ, chắc là quý vị chưa kịp nhớ hết cái bài thơ, nó quá dài. Nhưng mà phải gọi rằng là Phương Thư có một vài lần đã được đọc qua thơ của anh Đỗ Vẫn Tròn, thì những bài thơ của anh thường là những bài thơ ngắn và diễn tả những cái nỗi buồn mà nhẹ nhàng, hay là diễn tả những cái tình cảm lãng mạn. Nhưng mà bài thơ này nó mang tầm vóc là một cái gì nó rất là lớn, nó ghi nhận những cái kỳ tích lịch sử, những địa danh mà chúng ta biết qua cái lịch sử đó, thưa anh. Thì anh có thể chia sẻ một chút về nước Anh, những cái ấn tượng của anh về nước Anh như thế nào, rồi nước Đức như thế nào, rồi tại sao là trong này là có là em hãy cùng tôi nhảy nốt điệu bamboo, thưa anh. Tôi nói về những cái điệu vũ của mỗi nước đó. Chẳng như bây giờ ở Tây Ban Nha thì có điệu samba, thì mỗi nước nó có một cái điệu vũ. Ở bên nước Anh thì ngày xưa tôi phải nói là trước đây mười mấy năm khi tôi đi đến nước Anh, tôi không có nhìn với thiện cảm với nước Anh lắm. Tại người Anh họ hát lắm, người ta nói phớt tỉnh như ăn lê đó. Và cái giọng Anh thì nói khó nghe hơn trong cái ngôn ngữ mà mình nhận được đó. Nhưng sau này thì tôi đến nước Anh thì tôi thấy người Anh hiền lành hơn, và họ không có kiêu căng như ngày xưa nữa. Cái giọng tiếng Anh của họ bây giờ họ cũng có vẻ là giọng hơi thập phương hơn một chút. Thì ở nước Anh thì nó có cái sông Thames rất là nổi tiếng, nó có những cái lâu đài, những cái thành cổ xưa. Thì nước Anh hồi xưa thì nước Anh có những cái câu rất là ngạo nghễ. Thì trong cái bài thơ đó tôi cũng có nói lại, tôi lặp lại cái ngạo nghễ của nước Anh trong cái ý của cái bài thơ đó. Vâng, để Phương Thư đoán, có phải là cái ngạo nghễ đó, có phải là cái câu mà anh nhắc lại là mặt trời hoài mọc ở phương Tây không? Đúng rồi. Vâng. Cái câu đó là mặt trời không bao giờ tắt ở phương Tây, nhưng mà tôi đổi qua một chút. Rồi. Nhưng mà tại sao từ Anh Quốc anh lại nghĩ tới lịch sử của nước mình là Mỹ Châu Rồng Thủy? Tại vì tôi đã, lúc sau này thì tôi thấy
một cái người mà gọi là chắc là một người tình rất lý tưởng của muôn người, trong cái suy nghĩ của những người trong cái tâm trạng đó, thì ông Thái tử Trạch đó, ông từ bỏ ngôi vương, thì ông lại thành thân với một cái người đàn bà mà ông bỏ hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà điều này thì ông thấy gọi trái tim. Còn nước mình thì ngày xưa thì có, nước mình thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó thì khó cái tình trạng đó lắm, nhất là ngày xưa. Nhưng mà có cái mối tình Trọng Thủy Mỹ Châu mà ai cũng nhắc đến, tại vì giống như là nước tàu với nước mình, hai người có một cái lập duyên như vậy và đã tạo ra cái nghịch cảnh để cuối cùng là cô nó phải chết. Thì tôi nhớ lại cái đoạn đó. Vâng, còn có một cái đoạn mà thưa anh là khi em đến về nữ thần bừng tỉnh, La Mã Thành hơi hướm bốc qua, khói lửa tàn còn tràn ngập binh đao, đâu đó là dao với kiếm, sư tử gầm nô lệ thoát thân. Đoạn đó nếu mà anh không giảng thì có cũng cái thành khó, thành khó cái thành đó. Cổ ở Rome đó. Dạ. Nó có thành mà trong khi chúng ta qua những cái cảnh mà ở Rome đó, hay là trong phim cine đó. Dạ. Cũng có chiếu đó, thì cái nơi đó là hồi xưa đó, hồi xưa là giam giữ nô lệ, và những người nô lệ đó muốn thoát ra đó thì phải vượt qua móng vuốt của những con sư tử. Thì khi tôi đến đó tôi cảm nhận là nó vẫn còn cái mùi tanh tưởi của xác người, cái mùi máu nó còn viện trên những cái tấm đá, trên những mảnh đất đó. Thì tôi nghĩ đến liên tưởng đó. Dạ. Thưa anh, khi mà sáng tác ra bài thơ này, anh có nghĩ rằng anh sẽ khi mà phát hành ra bài thơ này, anh sẽ gửi tặng những người bạn mà trên những đất nước như là Anh, Đức, rồi Pháp mà anh đã đi qua trong cái chuyến du lịch vừa qua hay không? Tôi sợ tôi chưa đủ trình độ nếu mà chuyển hết sang. Nhưng mà cái bài thơ đó, phải thật là bài thơ này tôi rất là thích. Cái ý nghĩ tôi nó rộng hơn những cái bài thơ khác tôi làm. Vâng, kính thưa quý vị, đó là một chút đằng sau bài thơ Nhan Đề Truyền Kể của nhà văn Đỗ Vẫn Tròn, vừa mới sáng tác tại Anh Quốc trong chuyến du lịch châu Âu mùa thu năm 2006. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hy vọng sẽ gửi đến quý vị những bài thơ mới trong tương lai của nhà văn Đỗ Vẫn Tròn. Xin cảm ơn Phương Thư, cảm ơn khán giả của chương trình Biên Thang. Cảm ơn anh.